Con bị rối loạn tinh thần từ nhỏ và ảnh hưởng chức năng nhận thức thiếu linh hoạt, trí nhớ và trí tuệ ít rèn luyện, chậm tiếp thu. Phần lớn do con sống trong môi trường được cha mẹ nuông chiều nên cho ăn chơi ít hơn học, không hiểu sự quan trọng của việc học. Vì thế con hư hỏng và làm nhiều việc không tốt. Khi con nhìn lại quá khứ day dứt, con có ý định tu học để chữa tâm bệnh. Con đã thử tu thời gian đầu nhưng gặp nhiều trở ngại. Con nghĩ vì nghiệp quá khứ con nặng, con phải làm sao thưa sư? Và cái bạn này hình như là cũng hỏi cái câu sau không ta, hai cái khác nhau. À, sư có lời đề nghị như thế này là vào chùa công quả lấy ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà sư đã từng thấy được những cái hiệu quả. Hồi xưa ở chùa có một cái chú tên là chú Phong, mọi người đều kêu chú là chú Phong. Khi còn nhỏ lắm, chú bị bệnh đau á, bệnh đau từ nhỏ không có nhận thức gì hết. Mỗi ngày qua thì cứ nghịch chùa vậy thôi, cũng không có cái gì. Nhưng mà ở chùa riết rồi đó, gần gũi chùa riết rồi đó, rồi tự nhiên là chú cảm mến chùa. Rồi cái bắt đầu là chú ban đầu ở nhà theo đạo chúa, không có cho đâu, không có cho theo đâu. Nhưng mà chú bệnh mà không cho nó khóc thì là đạch á. Thành ra là rồi thì cũng chiều nó. Rồi chú vào thì chùa cho ăn, rồi từ từ á nó ngủ ban ngày ở chùa, rồi riết là tối tức không cũng không về nhà luôn, cũng ở lại chùa. Thì chùa thì cũng chùa cái đống chỗ đó thì cũng cho chú chỗ chú ngủ, cũng không có ai mà kêu chú ở lại. Nhưng mà chú thích ở trong chùa, rồi riết rồi đó cái gia đình cũng không có cách nào khác thì thôi. Cũng đành phải cho chú ở chùa, nhưng mà ra cái quy định là không có cho chú cạo đầu. Nhưng mà rồi không biết làm sao đó, rồi chú ở riết chùa được ngày, hôm đó chú cũng cạo đầu, rồi ở nhà lên cũng lập trận làm thượng. Nhưng mà rồi thì ở nhà làm một chú làm 10, xin thưa là không ai chơi lại với người tâm thần hết trơn. Thành ra là từ đó là chú cạo đầu, chú ở trong chùa luôn. Rồi chú làm công quả siêng lắm. Quý vị không có bao giờ biết cái người tâm thần họ làm công quả nhiều lúc vui lắm. Quý vị 12 giờ khuya thì nghe tiếng quét sân là biết là chú đi ra ngoài chú quét sân. 12 giờ khuya ra quét sân, hoặc là 2 giờ sáng chú cũng đi ra quét sân, tức rồi trời mưa tầm tã chú cũng đi ra quét sân. Tức là muốn quét lúc nào quét, là mặc kệ mưa nắng, mặc kệ thời gian, mà chú vừa quét chú vừa nói chuyện. Không biết chú nói chuyện với ai, cái người mà tâm lý yếu á, là chắc sợ là chú đang nói chuyện với mấy cái người quất mặt là cũng yếu bóng vía với chú. Nhưng mà chú lành lắm. Cái đặc điểm nó như thế này nè, làm công quả ở chùa nhiều năm, nhiều năm từ từ chú bớt điên, tỉnh dần. Sư tin là do cái phước tâm bảo tỉnh dần, sau này từ từ khôn ra. Phải nói là chú thuộc kinh nhiều hơn một số sư, mặc dù cái kiểu tụng kinh của chú rất là vui đấy. Và chú cũng rất thích đắp y, nhưng mà đâu có ai dám cho chú xuất gia, mà chú thấy không có ai dạy đó, mà chú lấy cái tấm mền đó, chú cũng nó tự đắp y như mấy ông sư vậy đó, mà đắp một cái mền cười chết bỏ. Nhưng mà cái điều lợi ích nhất đó là gì? Chú tỉnh dần. Từ một người điên mà chú tỉnh dần, chú khôn ra. Chỉ tiếc là cái tuổi thọ của chú hết rồi, cho nên là chú không còn. Rồi ở chùa cũng
Còn một chú thì hồi xưa thì cũng cũng tâm đó cũng có vấn đề, ở chùa rất là nhiều năm cũng làm công quả thôi, nhưng mà từ từ cứ để ý, từ từ đầu óc tỉnh ra, khôn ra, mặc dù là cái sự tiến bộ đó nó nhỏ thôi nhưng mà có. Mà những cái đó sư không thấy ở bất kỳ một cái bệnh viện tâm thần nào mà có cái sự giống như vậy, thì sư không biết. Có nhiều người họ mô tả thì sư không biết thiệt không, là tôi vô trong đó thì họ chỉ cho cái thuốc để ức chế cái thần kinh bị kích động thôi. Nhưng mà nói chung là mình không có phải chuyên môn cho nên sư không biết. Nhưng mà nếu như quý vị hỏi mà muốn gần gũi chùa để tu tập á, thì quý vị có thể đến chùa, nhưng mà đừng có đến để mà tu thiền làm ơn làm phước dùm nha. Thiền không phải để chữa những người bị kém nhận thức. Sư không có kỳ thị gì với những người bị tâm thần, sư không có kỳ thị gì, nhưng cái vấn đề là tâm lý họ quá yếu để họ có thể tiếp xúc với các cái vấn đề hành thiền. Cái việc hành thiền nó chỉ sẽ khiến cho bệnh tình của họ nghiêm trọng hơn mà thôi. Cho nên á, khi mình có vấn đề tâm lý thì sư không khuyên đi hành thiền, mà cứ vào chùa công quả đi. Công quả thời gian dài tự nhiên là mình tỉnh dần ra nên nó sẽ tốt hơn. Còn nhào vô hành thiền là sư e là coi chừng càng lúc nó càng nặng á.